đẹp, có cả chư vị Sơn Thần Thổ Địa Vâng. linh lắm. Mà cái này này họ đã, các ngài đã báo cho em những trong cái những cái giấc mơ cũng có rồi, đúng không? Đấy, mà các vị sơn thần đấy rất đi là linh thiêng. Đây là các ngài mới dạo đến đây thôi, chưa chưa chính thức mà ở đây làm việc đâu, các ngài mới dạo đến đây thôi, sai tác không không. Hướng được không ạ? Sai tác không không, bị sai tác quy giáp ấy. Quy giáp không không. Đây này, khi mà nạp thiên can địa chi 12, thiên 10 thiên can 12 địa chi, nạp có hai địa thiên can không có địa chi để nạp, gọi là không vong, hay gọi là quy giáp không vong, Nó bị ảnh hưởng tới địa ảnh hưởng. Cái này em chấn lòng mạch xong là được chấn động mạch đằng sau đây rồi. là sao? Cái này chưa chưa có khí âm. À, đúng rồi, phải Đây chờ cái nhà đây thuốc kia lên thì đây em mới được. đây đây chưa có khí âm. Đúng rồi, thì là đấy, cách đây 5 ngày thì em ngủ giấc mơ để bảo là có cái là chú đọc câu thơ rất là hay, là con tìm thêm một thầy phong thủy để hộ hộ con phần dương, còn phần âm thì thiên thời địa lợi nhân hòa, thì cái việc mà tâm linh phúc đức con tu tại tại tại, tại cái lúc hay lắm, không nhớ bây giờ em không nhớ, có nghĩa là con tu như vậy là con đã được rồi, cửa đền tất cả cửa sắp đặt về cửa rừng cửa chúa đã cho con được yên ngôi chính vị rồi, nhưng mà cái phần mà bốc thuốc là cái sứ mệnh là quyết định là con Thành nước bại hay cờ không ở chỗ kia đấy, thành bại không, ở cái chỗ đằng sau. gì cái đằng sau đấy, thì con phải thêm một thầy phong thủy nữa để trấn dương cho con, Cái này thì chỉnh con sửa mười xong, phân vẹn mười. chỉnh sửa xong bây giờ chỉ làm như Vâng. đến cái tháng này nhá, là đã có linh nghiệm. Vâng. Nghĩa là cái gì cũng tốt rồi, có nghĩa là xây thì 10 phần thì đã Tháng 5, chín rồi. tháng 5 sang năm, đúng tháng 5 sang năm. Vâng. Đấy, từ tháng 5 sang năm đi là bắt đầu thì em mọi thứ thay đổi, Vâng. tất cả mọi thứ hoàn thiện trong năm nay, Vâng. tất cả gọn gàng mọi sang năm này, Thì đúng nghe chưa? rồi. Năm nay Xong được thế. xong xuôi tất cả mọi thứ, tức là làm xong hết cái khuôn viên đằng sau rồi, tất cả cái chỗ này xong xuôi rồi thì ở đây em phải lập một cái đàn lễ. Đấy. Đấy, cái này là lễ thỉnh cả thiên cơ, thỉnh cả địa giới. Vâng. Đấy, tất cả là hội tụ các chư vị ở đây, lúc đó họ phải cho em làm việc Thiên từ tháng cơ 5 địa giờ, giới từ tháng chưa tháng chưa 5. thỉnh. Vâng. Đấy, từ tháng 5 sang 5 giờ đi là lúc đó em mới thấy lộc nhiều này. Từ tháng 5 đúng không? Đến dần này. Mão thìn thì ngọ đúng không? Từ tháng 5 tháng 5. Sang năm em không cần phải lo vận hạn gì đâu, chẳng có cái gì cả. Em sợ sang năm chính xung em hãi em hoảng lắm, Không, chẳng có bị nghĩa ảnh là hưởng Chúa báo em là dù bây giờ con không có, con bắt buộc con phải hoàn thiện trong năm nay, rồi. thực sự là em không muốn xây cái nhà kia vì em không còn tiền đây, nói trước cửa đền nói sai các ngài vật chết, nhưng mà bởi vì là trong giấc mơ là bắt phải xây, nhưng mà xây thì có người công đức gỗ rồi, có người công đức mái rồi, có người công đức rồi, mình phải phụ họa thêm mất một phần nữa, nhưng mà trong cái đó là bây giờ mình kiệt sức rồi, thực sự là em chưa có giống như là mình chưa có sẵn sàng. Thế nhưng mà đêm báo thì ngài cứ nhấc đầu dậy là con phải hoàn thiện trong năm nay. Em này còn có căn với này Tam vị thánh tổ. À. Em biết Tam vị thánh tổ là ngài nào? Ngài Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và ngài Thái Thượng Lão Quân. Vâng, Thái Thượng Lão Quân. Vâng. Đấy. Đấy thì em xây xong nhà thuốc Đó, là em thờ ngài Thái gọi Thượng là Lão Quân. nó là Tam vị thánh tổ. Vâng. Em phải thờ Linh. Em sẽ thờ thờ tại phòng thuốc. Đúng không? Tọa sơn của đền này. Nên là báo hết là phải chạy từng phần một. Con lộc thầy em có cả lộc trần, lộc dương, Vâng. lộc dương lộc âm là có đầy đủ hết. Vâng. Là cái nào là xong kia, xong Em cố gắng hoàn thiện xong đấy, kia xong thì thầy lên tạ chấn điểm. lập đàn, tạ đây nữa là sang năm em Chấn đầy điểm lộc, xong rồi mới lập đàn được thầy đúng nhá. rồi. Phải xong xuôi hết phần Em dưới xong cho lộc mới mạch làm ạ. chu tước ấy, là phải tĩnh không được đàn đá, thác chỉ đầm nằm phương vị phía bắc thôi. Cái này em cứ để nước bình hòa như này này, để nước tĩnh như này này thì mới tốt, trường khí mới ổn định. Cái bác thợ ơi, có cái cuộn dây nào chăng ngang cái cổng nhỉ? Trước đó không chuẩn được đâu. Cái cuộn dây xây đấy. Không có ở Lưu nhà chỉnh thì cho cái không này có. nó thẳng, nó rút ngày xuống bớt. Chắc là đây nó chỉ, nó phải theo cái mạch này nó mới chỉ, nó mới chuẩn. Bạn cầm đấy chưa? Công phu đấy nhỉ.
hoàn toàn bằng gỗ. Trên sơn cước này, xa xăm cũng đến, đúng không? Dưới Bình Dương nửa tháng cũng đi. Cầm chưa? Đây cái khu này rất đẹp, bốn xung quanh núi, cho nên là gì? Có đây núi bao quanh, người ta gọi là gì? Gọi là thổ bao thân. Đấy, nước bao quanh thì gọi là thủy bao thân, đường bao quanh thì gọi là kim bao thân, núi bao quanh thì gọi là thổ bao thân, là những nơi có địa khí khá tốt. Đây người ta có hay gọi là gì, gọi là thung lũng thái cực, tức là có bốn vòng quanh là núi, con núi bao quanh. Đấy, cái này mai sau rất nổi tiếng luôn, khu này mai sau rất nổi tiếng luôn. Không có dây à? Có cái dây thôi, thầy khổ lắm. Toàn xây ví dụ ví dụ thầy dây thợ mà thợ đi làm không dây thế này. Không, thợ dân tộc không làm dây. Nối vỏ bao được. Chỉ cần ngang qua được rồi. Đúng rồi, cứ chỉ cần ngang đủ được rồi. Thấp xuống đi. Trang ghi vào nhé, anh không ghi đâu. Anh nghe đủ rồi. Ôi giời. Cổng đẹp rồi, cổng là Phúc Đức. Ở đây vợ chồng ở đây ấy, mà đi cái đại môn này ấy, là con cái mà cháu rất ngoan, con cháu rất ngoan, con cho cháu rất ngoan, mà có hiếu, Phúc Đức là có hiếu, Kim Sơn mà. Vạn Thủy Triều Lai, Minh Đường Triều Lai. Mấy lại nhất bản sắc dân tộc. Đây nha các em lưu ý nhá, nhìn ở đây là đây là phương Nam này. Là lưu mới lại trang lưu ý này. Là nhất là tân tốn với hay. Bính đinh đoài càn sắp vầy một bên. Bút lập là bút Trạng Nguyên, đây còn gọi là bút. Tự nhiên tạo ra cái rất hay. Tức là phương Nam ấy, phương Nam nên có câu là muốn cho con cháu lên quan. Con cháu làm quan to đấy. Phương Nam có bút.
bút nó có mấy dạng bút, bút chúng ta có thể tạo ra. Tức là bút là gì? Là một quả đồi, là một cái ruộng hình tam giác, là một cái chòi gác hay là một cái lục giác toàn tiên như kia. Nhưng nó phải nằm đúng vào cái phương vị cung. Phía Nam chỉ có cung bính, bính đinh mà, đoài càn. Đấy, sắp về một bên, bính đinh. Hai bên là hai cái bút. Mai sau kiểu gì cũng sinh đứa con, mai sau làm quan chức rất lớn luôn. Bút lập mà. Đơn độc là bút trạng nguyên, sinh trạng nguyên mai sau. Đấy, sang năm thì không nên sinh. Đấy, sang năm thì không nên sinh. Sang năm nữa. Em sẽ phải sinh vào năm sang năm Tỵ cũng được. Hoặc sang năm nữa, năm 2025. Già rồi. Bây giờ 4 mấy tuổi người ta còn đẻ bình thường, 49, 50 người ta còn đẻ bình thường. Ông cũng rất là công phu đấy. Cái này để phải hàng vài trăm năm chứ không phải là đơn thuần. Đây là những cái xa, chỗ này rất cân đối này. Một cái vòng này là người ngồi có thể 25 người ngồi một cái bàn tròn được. 25-30 người vẫn ngồi được. Ở chỗ này em làm cái khu vực giống như là cái quầy quán, quầy bar đấy. Bên trên này có một cái bàn nổi bên trên. Rồi người ta ngồi đây, người ta nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi này, rồi là ăn uống buổi tối hoặc là sinh hoạt cái gì đó, hay là những cái đoàn đi tham quan thầy. Để về sau lâu dài. Nhưng người ta ngồi đấy, người ta sẽ chụp một cái view đấy luôn. Đấy, có khí mừng tốt. Em thì em lần lắm nhưng mà đêm đến em được nhìn. Cho ngài họ báo thì. Ngài báo cho xây như thế. Nhưng mà thực ra nó chưa có cái gì, nó bị lệch cả mình, cứ đứng là mình sẽ phục vào toàn dưa hết. Cá voi đẹp quá. Cái này chị em sẽ uống cái cầu nghệ thuật bằng cái giống như cái nghệ thuật như cái ke cả. Người ta check in chụp ảnh, người ta đi lễ thì người ta phải có cảnh quan. Đúng rồi. Cho nên mình phải, mình làm rộng quá người ta cũng không thích đi. Mình đúng làm rồi. Quy hoạch nó thu gọn lại, nó lại vừa cảm thấy nó ấm cúng. Em có bộ lọc hết rồi. Phía Nam mà có nước. Cái này em đừng, cái phiên này em đừng để nước bơm lên nhé, tức là đừng để thác nhé. Không, để nước cứ để nó chảy bình hòa thôi. Ý là mình lọc cá khoai được gì ạ? Đúng rồi. Chứ đừng đừng có phun lên. Em không làm đài nước phun. Đừng đừng có làm đài phun nước. Hết đất rồi đấy. Hết sạch rồi luôn. Cái này này em toàn chở đá Yên Bái về hết. Cho nên là cái công chở về nó không biết bao nhiêu. Gỗ thì Lào Cai. Kiệt sức ra bỏ làm nghỉ nhưng mà không nghỉ được đáo rồi. Phải hoàn thiện nốt năm nay. Sau này mà trước đây những cái em biết là những cái địa thế này là những cái thời xa xưa là cái khu vực này đấy, là các em cứ tìm hiểu thôi. Có rất nhiều thú dữ, cọp, hổ báo nằm phương vị phía trên này, này vì nơi đất mà có âm thịnh thì tất cả những con vật nó phát triển. Đây trên này là chùa Thanh Mai. Đấy, có cả những cái con chăn, con rắn gì đó mà to lớn luôn. Có tu. Hay mùa, hay về mùa thu với mùa đông là hay đi chụp phong đỏ đấy. À. Đây này. Thế nằm ở trên đây đúng không? Đó. Chùa Thanh Mai chứ. Thì Tổ Sơn nó nằm khu vực này mà.
Em thấy những cái đất này lòng quanh mà sau em đi tất cả cái đất đây, đây nó gọi là vầng thái cực. Đấy, tức là nó có một cái bao quanh là núi, ở giữa có một cái thung lũng. Nay mai các em sẽ có học cái đợt này, học đến cái mạch khí đấy, 64 mạch khí, 64 mạch cho tường là sẽ có cái mạch khí này nhé, nghe chưa, sẽ có cái mạch khí là địa thế này đấy. Cái này là phải có người có duyên lắm mới được chứ không phải dễ đâu, vì cái nơi mạch khí tốt nhé, sẽ có thanh long mạch hổ, có tứ tượng em học rồi đúng không, Chu Tước Huyền Vũ họ cai quản, cho nên người thường không ngẫu nhiên mà về làm được đâu. Cái bên kia là của người ta, bên đây có cái đường bạch hổ, cái đường này đường nằm ngang là đường bạch hổ. Hổ đội uy quyền. Cái mong muốn của mình thì ban lãnh đạo sẽ hỗ trợ. Tọa sơn nhé, em lưu ý là em thấy không, công việc tọa sơn ấy là núi trùng điệp, nhưng mà khi mà về đến đây thì hai bên này giãn ra là thanh long mạch hổ, lúc nào cũng phải xuống. Đấy, cho nên mình hình dung là cái tạo hóa của thiên nhiên nhé, là nó đã có những cái mà trong cái nguyên lý mà con người chúng ta không thể nào mà tạo ra một cái cách ngẫu nhiên thế được. Cho nên lắm khi trong nhà chúng ta, nhà thì bé nhưng mà bên phải bên trái chất những cái đồ cao không được, mình phải cân đối theo cái mức, ví dụ như chính đường của chúng ta ở kia. Thế mà bây giờ cái chỗ này tự nhiên là ta làm những cái to cao, những cái núi to hay là phương vị kia đấy, làm to cao lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến điều phát giác. Ví dụ như phương vị thanh long thì gì, ảnh hưởng đến nam đấy, phản long mà, thì trai nó ra dòng bất an, vô long như người vô chân, vô hổ thì như đứa ở trần không tay. Cho nên phương vị này là có thanh long bạch hổ rất cân đối, nơi đây là sẽ bền, hậu vận rất tốt. Đi về đây, bây giờ 11:30 rồi.